Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lệ, hiện tại đang công tác tại nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay em sẽ cập nhật những màu sắc trên chiếc xe Kia Carnival này nha quý anh chị. Thì hiện tại con này bên em đang có là màu đỏ này. Và xe màu này là bên em đang có xe giao sẵn cho quý anh chị luôn nha. Đấy. Và con này thì hiện tại là đang có giá em biết trên thị trường là 1 tỷ 529 triệu. Và đối với phiên bản 2022 thì nó sẽ ưu đãi là 58 triệu. Còn đối với phiên bản 2023 thì nó sẽ ưu đãi cho quý anh chị là 18 triệu nha quý anh chị. Đây nó còn sẽ có sự chênh lệch ạ. Đối với chiếc xe Kia Carnival màu xanh này, bên em cũng đang có xe giao sẵn cho quý anh chị luôn nhé. Đây là màu xanh xám. Màu xanh này cũng rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Và đây là màu xám, thì màu xám này bên em cũng có xe giao sẵn cho quý anh chị luôn ạ. Đấy, màu xám này nhìn khá là cứng cáp nha quý anh chị. Đấy, màu này cũng là màu mới này. Và đây là chiếc xe Kia Carnival màu trắng ngọc trai. À, màu này thì rất là đẹp rồi, rất là thịnh hành rồi. Ngoài ra thì bên em cũng đang có một chiếc màu đen này nữa nha quý anh chị. Cũng có xe giao sẵn cho quý anh chị luôn. Hầu như là đối với những phiên bản này bên em đủ màu đủ xe giao sẵn cho quý anh chị. Quý anh chị cứ cần nhắc máy alo thì bên em sẽ kiểm tra. Nếu mà không có xe thì bên em sẽ xin xe từ nhà máy hoặc là điều chuyển ở tất cả các showroom khác về cho mình nhé. Nên quý anh chị cứ yên tâm ạ. Và nếu mà quý anh chị muốn mua theo cái màu xe phong thủy á, thì bên em sẽ có màu vàng cát này, một màu xanh sẫm hay còn gọi là màu xanh đen, một màu xanh da trời hay màu xanh màu 4B và một màu nâu nữa nha quý anh chị. Thì quý anh chị muốn sơn màu nào thì cứ nhắn tin cho em. Những cái màu cơ bản của xe thì hầu như là bên em đều sơn được cho quý anh chị hết. Nó có mã màu sẵn rồi, quý anh chị nó chọn màu nâu nè, màu vàng cát như cái màu này, hoặc là màu màu xanh đen, hay là màu xanh sẫm á, hay là màu xanh da trời, thì bên em đều có xe cho quý anh chị hết. Quý anh chị cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Và đây là cái màu xanh sẫm hay là còn gọi là màu xanh đen bên em nha quý anh chị. Nếu mà trời tối thì quý anh chị nhìn thấy nó như là màu đen như em quay nè. Nó sẽ có cái phần ánh xanh và phần ánh đen, đó là phần do chênh lệch của ánh sáng á. Con này cái màu này cũng rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Thì ngoài ra bên em sẽ có thêm cho quý anh chị là một cái màu xanh nữa. Đây là màu xanh M4B hay còn là xanh da trời. Đấy. Màu xanh này nó đậm hơn so với là màu xanh xám nha quý anh chị. Ngoài ra thì bên em sẽ có một cái màu gọi là màu đỏ, đỏ CR5 nữa. Đấy. Màu đỏ CR5 nữa. Màu đỏ như con Sonet này này nha quý anh chị. Đấy. Nếu mà quý anh chị đặt thì bên em vẫn sơn con màu đỏ CR5 này luôn nha. Như con Sonet này này. Đấy. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của đối với cái phiên bản Signature này. Xem nó trang bị những cái gì nha quý anh chị. Đấy. Ở phần đầu xe như quý anh chị thấy thì nó vẫn là trang bị cho quý anh chị phần lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng. Phần xe Kia rồi. Phần đầu xe vẫn trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi tích hợp. Em xin lỗi, 4 cái cảm biến phía trước nè. Tích hợp thêm camera phía trước. Đấy. Giúp cho người lái di chuyển mình sẽ phát hiện được vật cản nè. Đồng thời thì xe còn trang bị cho quý anh chị một tính năng rất là hiện đại, đó là tính năng hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo tránh va chạm phía trước, tức là khi mà có vật cản cắt ngang, người di chuyển, người đi bộ cắt ngang này, xe phía trước này, người lái mình mà mất tập trung không rà phanh thì xe sẽ chủ động phanh cho mình nha, để giảm thiểu được cái rủi ro. Nó sẽ báo cảnh báo bằng âm thanh, sau đó thì xe sẽ chủ động phanh. Và tính năng này mình có thể bật hoặc là tắt được tùy theo khách hàng thích hay không thích nha. Bên em hiện tại thì đủ màu đủ xe giao sẵn cho quý anh chị luôn. Quý anh chị chỉ cần gọi nhắc máy alo chọn màu gì thì cứ vui lòng alo cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha, để em kiểm tra ở kho hoặc là em xin điều xe từ nơi khác về cho quý anh chị. Đây là khối động cơ của xe đang sở hữu là 2.2 Smart Trim xài turbo tăng áp. Công suất phát ra của nó là 198 mã lực và hộp số tự động của nó là 8 cấp. Nên cái khả năng mà sang số vận hành của chiếc xe này rất là mạnh nha quý anh chị. Rất là mạnh. Bố trí khoang động cơ thì nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp mắt. Và chế độ bảo hành của con xe này lên đến 3 năm không giới hạn km. Đây là những cái thông tin em chia sẻ đến quý anh chị. Đây là cái phần đuôi của chiếc xe. Thì xe được trang bị cho quý anh chị là cụm đèn hậu ở phía sau là dạng LED.
Nó là một cái dải led, nó liền giữa hai cụm điện hậu cho xe mình cảm giác nó liền mạch hơn. Cái phần cản thì được thiết kế rất là thể thao, có tích hợp cho quý anh chị là camera lùi và cảm biến lùi để giúp cho người lái lùi đổ xe một cách là an toàn. Phía trên như quý anh chị thấy là phần gạt mưa được tích hợp bên trong cánh hướng gió này. Phía trên còn trang bị cho quý anh chị là ba ga mui và vây cá mập. Em nhắc lại thì hầu như là màu sắc bên em xe nào cũng có nha quý anh chị, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Khi mà có ánh đèn rọi vô này quý anh chị thấy nè, phần này là cái phần kim loại của xe, phần ánh kim tuyến của xe nhìn rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái sơn của Kia rất là xịn nha quý anh chị, metallic á. Này, cốp này là cốp mở điện nha, cốp mở điện. Đấy. Và đây là bố trí cái khoảng không gian bên trong xe. Khi mà mình đi 7 người nha, mình vẫn có chỗ để mình để đồ. Vẫn có chỗ để đồ. Nó có bộ đồ nghề tiêu chuẩn ở trong này. Đi theo xe bên em sẽ hỗ trợ tặng cho quý anh chị là thảm sàn, phim bích nhiệt, Luma của Mỹ bảo hành đến 5 năm nha. Nói chung là về cơ bản thì bên em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị rất là nhiều. Đây, để đóng. Tắt cốp là điều chỉnh điện luôn nha quý anh chị. Còn cốp nó là điều chỉnh điện luôn. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem về cái tính năng mà mở cửa lùa của chiếc xe này. Đối với chiếc xe này thì mình sẽ có nhiều cách để cho mình mở cửa nha quý anh chị. Mình có thể sử dụng bằng chìa khóa này. Đây, mình mở cửa lùa này. Mình sẽ mở cửa lùa bên trái, nhấn giữ, cửa sẽ tự động chạy ra. Tiếp theo mình sẽ mở cửa lùa bên phải, nhấn giữ, cửa sẽ tự động chạy ra. Đó. Rồi, mình sẽ mở luôn cả cốp ở phía sau. Có phía sau đâu? Ở đây. Đấy. Rất là hiện đại. Và cửa này thì chống kẹt nha quý anh chị. Khi có vật cản thì cửa sẽ tự động lùi ra. Đó là tính năng rất an toàn khi mà quý anh chị sử dụng xe mà nhà có con nít hay có trẻ em. Đó. Hoặc là mình sử dụng một cái tính năng để em sẽ cài đặt trên xe này. Em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị sử dụng cái tính năng mà cài đặt cửa mở tự động bằng một lần nhấn mở cả ba cửa nha quý anh chị. Quý anh chị vô giùm em là cái phần setting cài đặt. Đây, phần setting là tụi em sẽ vô cái phần cài đặt cho quý anh chị nha. Đo này, quý anh chị vô phần đo này giùm em. Ok, quý anh chị xuống cái phần remote đo là quý chị sling đo này giùm em. Rồi, ok. Đấy. Ok. Smart link đo cho vô luôn, smart theo. Tự động đóng cửa luôn. Nói chung là quốc hết. Rồi, ok. Đó, rồi bây giờ quý anh chị sẽ auto shift cả số VB. Ok, relax off. Đây, bây giờ quý anh chị sẽ xem nhé. Em chỉ cần nhấn giữ cái chìa khóa này 3 giây thì cửa sẽ tự động, ba cửa sẽ tự đóng cùng một lúc cho quý anh chị luôn này. Đó, cả ba cửa cùng đóng cùng một lúc nha. Đó, rất là hiện đại. Quý anh chị mà muốn đền nổ từ xa với chiếc xe này cũng rất là dễ dàng thôi. Quý anh chị nhấn cái nút khóa cửa này 2 lần giùm em này. Đó, rồi. Khi các cửa đã đóng rồi á thì quý anh chị sẽ nhấn giữ cái nút khóa này. Giữ 3 giây nha, đừng rung tay nha. Giữ 3 giây, 3, 5 giây. Đừng rung tay. Thì xe sẽ tự động đề nổ cho quý anh chị luôn. Đó. Cái này rất là hay luôn nha quý anh chị. Và khi mà trên xe mình cài ở nhiệt độ là 22 độ C lúc tắt máy á, thì khi mà mình khởi động mình đề nổ từ xa thì xe nó sẽ tự động là hỗ trợ cho quý anh chị là 22 độ C, tức là lúc khởi động lên nó cũng sẽ làm mát trong xe là 22 độ C ha. Rồi, em sẽ đi sau chi tiết chiếc xe một xíu. Cái phần mâm của xe này, mâm vỏ này là mâm đúc hợp kim, đường kính mâm của nó là 19 inch nhá. Vỏ của nó đang sử dụng là vỏ Michelin, cả 4 phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa. Nó sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử ABD để tăng thêm cái hiệu quả cho mình phanh. Xe được trang bị cho quý anh chị sẵn là bệ bước chân, giúp cho người lớn tuổi trẻ em có thể lên xuống xe một cách dễ dàng, và nó cũng tăng thêm cái độ mạnh mẽ cho chiếc xe.
Vỏ con này như em nói là vỏ Michelin nhé. Nếu mà quý anh chị sử dụng vỏ xe nhiều thì quý anh chị sẽ biết vỏ Michelin thì cái khả năng mà hấp thụ lực va đập và chống ồn của nó cực kỳ tốt, nên là nó rất là đắt, rất là đắt tiền nhé. Thường thường thì bên em chỉ trang bị trên cái xe Kia Sportage và chiếc Kia Carnival này thôi, vì chi phí nó sẽ cao ấy. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cho quý anh chị là nội thất da màu đỏ nha, màu đỏ. Lo trang bị cho quý anh chị là 12 lo. Lo này là lo Boss, âm thanh nghe cực chắc luôn, rất là êm. Đấy. Ghế phụ là chỉnh điện nha, chỉnh điện. Và nó có làm mát ghế luôn. À, cửa gió điều hòa này rất là ok này. Rồi, anh chị xem ha. Xuống hàng ghế thứ hai này. Ở hàng ghế thứ hai này thì khi mà quý anh chị điều chỉnh thì mình có thể điều chỉnh được cái ghế này ra đi vô, trượt ra trượt vô này, để mình tạo ra một cái khoảng không gian đi xuống hàng ghế thứ ba mà không cần phải gập ghế. Đấy. Và cái ghế này nó sẽ có bộ đệm bước chân này. Quý anh chị thấy có bộ đệm bước chân. Ngồi rất là thoải mái nha. Đấy. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cho quý anh chị là cái chế độ làm mát và sưởi đối với chiếc ghế này luôn. Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ nhất thì đều có làm mát và sưởi. Đối với mặt signature này nó sẽ trang bị cho quý anh chị là hai cửa sổ trời, một cái trước cái sau, nó như là cửa thoát hiểm, đồng thời nó cũng là cái cửa trang trí để cho xe nó đẹp hơn, nhìn nó không gian nó thoáng hơn. Ở phía sau trang bị cho quý anh chị là gió điều hòa luôn nhá, điều hòa tự động này. Ở mỗi hàng ghế đều có cửa gió điều hòa hết. Đặc biệt xe này thì rộng rãi, thoải mái, đi xa nằm rất là ok. Nếu mà quý anh chị đi 7 người thì ở phía sau mình có thể là để bộ gọi đánh gôn nè, nuôi em bé nè, hay là xe lăn cho người lớn, lớn tuổi đều được hết. Nên em nghĩ là cái con này nó sẽ phù hợp với quý anh chị đi gia đình, hoặc là mình đưa đón sếp rồi đi, rất là thoải mái nha. Ngoài ra thì xe còn được trang bị cho quý anh chị này. Đây, đây, rèm che nắng. Ok, làm mát sưởi. Hàng ghế thứ ba này rất là rộng rãi, rất thoải mái và mình có thể điều chỉnh được độ ngã luôn nha, rất là vô tư ấy. Rồi mình sẽ lên hàng ghế đầu tiên coi này như thế nào nha quý anh chị. Em sẽ test chống kẹt cho quý anh chị xem nhé, chống kẹt nha. Kẹt tay thì tự động nó sẽ lui ra thôi. À, tính năng an toàn nên quý anh chị cứ yên tâm, không sợ kẹt gãy tay đâu ạ. Rồi mình sẽ lên hàng ghế đầu tiên đi. Và đây là cái khoảng không gian ghế tài khi mà ngồi trên xe này. Cả bốn kính đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm nha quý anh chị, một thao tác thôi. Có nhớ ghế hai vị trí. Xe này chạy trên 20 km/h thì tự động nó lóc cửa này. Khi mà mình xi nhanh qua trái này, nó hiện lên màn hồ này, xi nhanh qua phải hiện lên màn hồ này, đồng hồ này. Rồi ngoài ra thì quý anh chị sẽ có là màn hình. Màn hình này là 12.3 inch nhé, 12.3 inch. Đấy, rất rộng nha, rất rộng. Tràn viền nè, nhìn rất là đẹp, liền mạch, nhìn đẹp ghê. Nó sẽ có thêm cho quý anh chị này, kết nối Bluetooth, có bản đồ, có Apple CarPlay, có Android Auto. Nếu mà cái màn hình này quý anh chị sử dụng như cái màn hình Android á, thì quý anh chị sẽ mua thêm cục Android Box nha, để mình chuyển về cái chế độ Android được. Có Bluetooth để nghe nhạc, điều chỉnh điều hòa trên này được luôn. Đấy. Nhưng con này là rất là hiện đại và lo con này nghe rất là ấm. Nếu mà quý chị muốn chạy thử thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé, em sẽ xếp xe ra chạy thử này. Đây, đèn led bên trong hết. Có loại chỉ số trên vô lăng nha, loại chỉ số trên vô lăng này. Có cảnh báo, có hỗ trợ giữ làn đường, có lợt làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe phía trước, smart cruise control, điều khiển hành trình thông minh. Đấy, đó là cái điểm đáng ăn tiền trên cái chiếc xe này nhá. Và nó sẽ có thêm cho quý anh chị là chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay này, màn hình EVA này mình có thể điều khiển bằng giọng nói, và chỉnh số trên vô lăng thể thao. Và mình sẽ có điều hòa tự động ở khu vực cần số này này. Đấy. Rồi sạc không dây, có cổng sạc, ở mỗi hàng ghế đều có cổng sạc hết.
Riêng Kia thì cái phần tiện nghi thì không cần phải nói rồi. Điều hòa tự động thì sẽ có ba cái mức tự động cho quý anh chị luôn. Rồi ngoài ra thì nó sẽ có thêm cho quý anh chị sạc không dây đây, hai cổng sạc nhanh. Cần số, khu vực cần số thì nhìn rất là đẹp, rất là sang nhé, cái dạng nấm xoay. Thì thường thì quý anh chị thấy ở trên những dòng xe như Ferrari hay là Porsche thì nó sẽ trang bị những cái này, nhưng mà đối với chiếc xe Kia Carnival đã trang bị sẵn cho quý anh chị luôn. Chìa khóa này, chỗ để ly tách. Remote thì có chế độ lái, nó sẽ có 4 chế độ lái này, có Economo, Sport, Smart này. À, đây. Rất là ok nhé. Có Auto Hold này, có phanh tay điện tử này. Đấy. Ngoài ra nó có chế độ làm mát ghế này. Sửa nha, sửa ghế, sửa vô lăng đều có hết nhé. Và cái này là coi cam 360 độ, cam này rất nét nha quý anh chị. Ôm theo góc đánh lái luôn. Rồi, gần như hỏi chống chó nha. Dàn pha thì nó có tương thức thông minh á. Khi nào mà quý anh chị mà đưa xe đối diện nó chiếu vô trong cái xe mình á, thì xe mình nó chủ động nó cặp một chùm tia sáng để không làm chói mắt đối phương, để đảm bảo cho người lái xe có là an toàn nhất. Đó là những tính năng rất là hay trên chiếc xe Kia Carnival này. Vừa rồi thì em có giới thiệu sơ qua về tất cả những cái màu sắc của chiếc xe Kia Carnival. Thì hiện tại trên video này em đang thiếu màu nâu với lại màu đỏ CR5 thôi. Nhưng mà màu đỏ CR5 thì em cũng có ví dụ cho quý anh chị về chiếc Kia Sonet, thì màu đỏ nó tương tự như vậy nha. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo. Nếu mà quý anh chị chưa rõ hay là cần muốn thêm chi tiết giải thích như nào thì cứ kết bạn Zalo với em nhé, hoặc là gọi trực tiếp cho em sẽ tư vấn cụ thể cho quý anh chị về những tính năng cơ bản mà sử dụng trên xe này. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.